clip này mình xin giới thiệu với các bạn một cách để xem mail mình gửi cho bạn hoặc là mình gửi cho một công ty, một doanh nghiệp đã được xem hay chưa, bằng cách chúng ta làm như sau. Vào một trình duyệt web, truy cập vào địa chỉ mailchat.is.org/en. Rồi vào đây chúng ta add mail chat to mail nè, bạn như đây. Rồi sau khi chúng ta add vô thì nó hiện ra cái này, chúng ta nhấn nhờ miễn phí nè, chúng ta thêm vô. Rồi đây nó báo cho chúng ta là mail chat đã được cài đặt vào cốc cốc này. Rồi tiếp tục thì mình ấn vô đây, xin in nha. Đây thì mình đã đăng nhập rồi, mình cần chấp nhận luôn. Rồi sau khi mình đăng nhập vô và mình thử gửi soạn và gửi một cái bức thư cho chính mình luôn. Rồi sau khi mình gửi email thì mình xem lại đây. Đây cái này là một check chưa xem, khi mà hiện hai check thì xem rồi. Đây mình đang vào tài khoản của cái bên tài khoản kia luôn. Cái mail của mình đã gửi nè, thì mình thử xem vào đó, mình thử xem thư gửi. Ở đây thì mình vô đăng nhập vô cái mail này, thì đây mình đã thấy được cái mail của mình gửi này. Này đây mình mail mình đã gửi nè, thì nó có check một dấu xanh này nhé. Mình giờ mình xem mail nè. Rồi mình đã xem rồi. Rồi hãy cứ đi đến sang đây mình refresh cái này. Rồi mình thấy là dấu xanh là nó mất nè. Đấy nó lên hiện ra hai dấu xanh, vậy là một dấu xanh là báo là mình đã gửi tới, và một dấu xanh nữa nè là mình đã xem rồi. Rồi các bạn có thể tải tiện ích này về và add vô nó để mình kiểm tra mail cho nó được đảm bảo hơn. Xin chào các bạn và hẹn các bạn vào clip sau.